này thiện hiện ta cũng chẳng thấy địa giới có thể chấp có thể trước chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy vô minh có thể chấp có thể trước chẳng thấy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tường sầu than khổ yêu não có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy bố thí ba la mật đa có thể chấp có thể trước chẳng thấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước. Này thiện hiện, ta cũng chẳng thấy pháp không nội có thể chấp, có thể trước, chẳng thấy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy chân như có thể chấp có thể trước chẳng thấy pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy thánh đế khổ có thể chấp có thể trước chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy bốn tịnh lự có thể chấp có thể trước chẳng thấy bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy tám giải thoát có thể chấp có thể trước chẳng thấy tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ có thể chấp có thể trước trước, ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước, do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy bốn niệm trụ có thể chấp có thể trước chẳng thấy bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước